Những ngày này cả nước đang hướng về thành phố Đà Nẵng với nhiều hoạt động thiết thực, với mong muốn gửi gắm lời động viên và sẻ chia những khó khăn vất vả với các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Một nhóm sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã nghiên cứu và chế tạo thành công chiếc hộp nhắc việc thông minh để gửi tặng các bác sĩ. Chiếc hộp này có gì đặc biệt và vì sao nó lại được gọi là chiếc hộp thông minh? Chiếc hộp nhựa nhỏ xinh này là chiếc hộp nhắc việc thông minh. Một thành viên của câu lạc bộ Robocon Becastar cho biết, ý tưởng chế tạo chiếc hộp này để gửi tặng các bác sĩ thành phố Đà Nẵng xuất phát từ sự lo lắng của nhóm khi được biết số lượng các bác sĩ thì ít, mà số lượng các bệnh nhân nhiễm COVID-19 thì cứ tăng thêm từng ngày. Hộp nhắc nhở thông minh giúp các bác sĩ bớt đi nhọc nhằn trong công tác chăm sóc các bệnh nhân nhẹ và các bệnh nhân đang phục hồi. Câu lạc bộ cũng cho biết, thực ra ý định ban đầu là chiếc hộp sẽ dùng để phục vụ cho các hộ gia đình, giúp các bậc phụ huynh khi phải đi làm sớm vẫn có thể nhắc nhở con cái chuyện học hành. Nhưng nay thì chiếc hộp sẽ trở thành món quà đầy ý nghĩa gửi tặng các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Mỗi một chiếc hộp được cài đặt một tài khoản riêng tương ứng với một bệnh nhân. Cơ chế hoạt động của chiếc hộp thông minh này rất đơn giản. Chỉ cần bật công tắc nguồn và kết nối mạng Wi-Fi cố định với chiếc hộp là các bác sĩ có thể điều khiển chiếc hộp từ xa, nhắc nhở các bệnh nhân uống thuốc qua điện thoại di động hoặc là qua bất cứ một thiết bị thông minh nào như thế này. Đã đến giờ bệnh nhân uống thuốc và đo nhiệt độ. Đến nay cả nhóm đã hoàn thành được hơn 70 chiếc hộp thông minh. Có lẽ công đoạn phức tạp nhất là việc lắp ráp bảng mạch điện tử cho chiếc hộp. Đây là bộ phận quan trọng giúp cho chiếc hộp có thể thu âm, phát ra tiếng nói và kết nối được với các thiết bị thông minh. Nhóm đã phải thức trắng nhiều đêm liền vì chỉ cần lập trình sai một cái là phải khò ra khò lại rất nhiều lần. Và sau tất cả khó khăn thì bọn em với sự nỗ lực của cả nhóm và sự trợ giúp của các thầy cô trong viện thì bọn em đã thành công. Ấn tượng với ý tưởng chế tạo chiếc hộp nhắc việc thông minh, một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ đã quyết định tài trợ kinh phí sản xuất cho nhóm. Tôi cũng hy vọng là cái thiết bị này được hoàn thiện hơn. Ví dụ như là đưa vào bệnh viện thì có thể kết nối với cái hệ thống y bạ điện tử của bệnh viện. Nó sẽ đưa vào lại hiệu quả cao hơn cho ứng dụng thiết bị. Theo kế hoạch thì chỉ vài ngày nữa, 100 chiếc hộp nhắc việc thông minh sẽ được gửi tặng các y bác sĩ ở thành phố Đà Nẵng. Mỗi chiếc hộp như một lời tri ân và cũng là tâm huyết của những người trẻ muốn góp phần công sức nhỏ bé của mình trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.